Nếu mà con mới làm thì nó dòm thì thấy nó hơi khó một chút, còn cô làm bình thường thì không có sao. Làm lâu á thì nó bình thường, không có gì hết. Có kiểu như vậy, như là một là mình không có chịu cái độ cay nó nổi. Thứ hai là mình phải cắt sạch sẽ thì vậy đó. Mình giao sản phẩm mình giao thì mình phải làm cho sạch. Chứ nói chung là chủ nó cũng dễ, nó không có khó khăn gì với mình. Bình thường vậy đó. Rồi sớm này là phải ai cũng làm nghề này hết. Giống như nhiều khi người ta không có đi làm, không có công ty khác đó, có công ty hành tỏi này không, người ta phải làm nghề này. Tiếp bệnh nó cay hơn này. Ở trên đây trơn à. Đi làm hết rồi. Làm công ty đồ này kia vậy đó. Mình ở nhà lên chơi rồi cái mình lột rồi củ hành tiếp nhỏ thứ ba nè. Ngày thường thì nó không có gì mà nó cũng hơi ít thôi. Ít. Còn giờ nó đun nè, đun là bằng tới 12 giờ đêm luôn. Bằng 12 giờ, 12 giờ mấy. Đêm luôn. Giờ làm hoài, lay dai làm hoài vậy. Bị này xuất khẩu gì. Xuất khẩu tao phi nữa đó. Làm gì nè, ta kêu mình lạc gì phải không? Dầu tao phi. Tao phi tao đem bỏ máu vô bọc gì đó đem bỏ máu. Có cái có người thì lấy nguyên gì, có người thì mà ta đặt hàng phi. Phi sẵn thì nó cũng được mấy trăm. Tao mới lên đây tao lạc tao trăm ngoài phải chục chừng. Và cả là mặn có nhiêu. cái người đó đó, mấy người đó là mặn nhiều đó. Ngày mấy trăm lần đó. Con 200, 300, 400 có, 200 cũng có. Mới lần đầu á không quen thì nó cũng cay vậy thôi. Mấy đứa kia nó cay, tao không có cay. Mấy đứa cháu rồi nó lỡ lựa mà nó nói cay. Này lại bữa nay không chóc vỏ nè, chứ chà chóc vỏ chứ nó không có cay gì chứ. Cái lử dao mình nó ưa khứa vô đây nè. Mình để gì cho nó đỡ đứt cái này. Vậy đó, thành ra nó có ngón ngón vậy đó. Đây. Cảm ơn.
làm lớn tuổi rồi có chuyện làm đâu. Còn cái vỏ vỏ gì trả lại. Ừ, còn vỏ thì trả lại. Làm chung quá. Xây bằng máy, bằng máy mà. Ủa vậy hả? Thank you.